Xin chào tất cả các bạn, bây giờ mình sẽ biểu diễn lại kỹ thuật xí ngầu nha. Kỹ thuật này đã bỏ lâu lắm rồi. Các bạn coi phim các bạn thấy người ta lắc xí ngầu, cái chồng bốn con đứng lên các bạn. Thì đó là một kỹ thuật do được tập luyện chứ không phải là kỹ xảo nha các bạn. Đây mình sẽ biểu diễn hai lần cho anh em coi nha. Làm hai lần cho anh em coi nha. Bốn con các bạn.